Chào cả anh em yêu xe và đặc biệt là yêu xe Min. Đây mình giới thiệu mình có một con Min rất là long lanh. Đấy, liền nạc. Zin 90%. Đấy, từ ghi đông gương rồi khóa, đồng hồ, đèn. Đấy, máy rất liền lạc luôn. Con quay gần rồi. Cầm im nó rung. Đấy, rất là liền lạc, từ đèn gáo sinh nhan còn tây luôn, đèn pha. Đấy, gương. Nói tóm lại là zin hết, chế zin, khởi động zin cần tây. Đấy, con này biển 20 Thái Nguyên. Con quay gần vào máy cho quay gần vào máy chi tiết nhìn anh em xem đấy. Đấy, rất ngon, bô tây toàn bộ tây hết, khóa zin luôn, còn cả ke khóa mở ốc cốp, rất là liền lạc luôn. Vành bánh đẹp, vành bóng đẹp, máy ơ ngon. Đấy, máy khô không có một tí gọi là vết nào luôn. Đấy, khóa bình nước sơn tây, giảm sóc tây, khóa cổ con zin vẫn dùng được luôn. Đấy, điện đóm đầy đủ. Đấy, anh em nào nhìn ưng thì liên hệ với mình. Anh em vừa bán vừa là giao lưu. Số điện thoại của Hải là 0388 638 995. Anh em nào có nhu cầu sửa chữa hoặc là mua bán thì liên hệ với Hải. Đây mình test tiếng máy nổ cho anh em nghe nhé.
Đây anh em bây giờ mình bật cốp lên cho anh em xem điện của nó. Đấy, điện TK còn nguyên, zin mới nâng cấp sạc sạc bình để đi IC bình. Đấy các bạn thấy không? Sơ cua này thì mình đi phượt dài thì nó mới yên tâm. Đấy. Rất ngon, nếu mình đi phượt thì nó phải hai đường điện CK và IC bình, IC bình thì chạy rất ổn định. Có cái điều là tiếng máy có vẻ là nghe nó không hay bằng CK thôi. Nhưng mà mình đi phải có hai đường điện thì sơ cua đi đường dài, nếu hỏng cái nọ mình xài cái kia không vấn đề gì cả. Đấy, mình test thử IC cho anh em xem nhá. IC bình đây. Vào là chạy CK bình thường. Xem video thấy hay ấy thì chia sẻ cho xin một like.